Rồi, xin chào tất cả các cô dì chú anh chị em bạn trai nha. Em lại là em Bích Tiến đây ha. Đó, hôm nay thì về được có một số cái đồ như này nha các Rồi ở đây có mấy cái xẻng ha. À, đây có mấy cái xẻng này ha. Xẻng này là B1 nha các bác, 220k. Thanh lý luôn ha. Cán gỗ. Đó, nguyên zin. Lưỡi này còn nguyên zin chưa xài ha. Cái này nó chỉ là cái xét lớp sơn thôi nha bác. Đó. Đây này. Ở đây có dấu kiểm định của Nhật ha. Có hình gì ở chỗ này nè, cái này chưa vệ sinh luôn. Bán giá 220k ha các bác. Rồi, B2 220k luôn. Cái này thì full là sắt hết ha. Cái này là bản vuông. Đó, vuông. Rồi sắt hết ha, 220k B2. Mấy cái xẻng này là xẻng bự đó các bác. B3 220k luôn. Ở này là gỗ, cán gỗ. Đây, dấu kiểm định và hình con voi. Còn rất đẹp. Rồi 220k luôn ha. Còn B4 200k. Đó, nó là một cái con dao đào đào gì được. Này là thép không rỉ nha. Nó là một thép không rỉ nè. Không. Chày như này mà nó không rỉ sét gì hết ha. Đó, thép không rỉ, thép trắng. Rồi 200k nha các bác. Con này tổng chiều dài của nó là 30 nè. Lưỡi nó dài 16 năm. Con này lưỡi 16 năm. Bản 47 ha. Hàng cai nha quá. Dao của cai nè. Rồi, cán trắng còn rất là mới. 140k ha. Rồi, dài ly rưỡi. Con này khâu của nó là giả sừng ha. Lưỡi 16 năm. Bản 5. Này dày 2 ly, 140k. Con này B7. Sakai King nè. Sakai King Japan. Lưỡi 17. Bản 3.8. Dày ly rưỡi ha. 220k. Con này cán xương nha. Cán nó bằng xương. Lưỡi 17. Bản 4. Dày ly rưỡi ha. Con này 150k. Rồi, B9 160k ha. À, con này đứt hai hình người ha. Này còn di nguyên này. Lưỡi 18. Bản 45. Dày 2 ly ha. 160k. B10 190k. Con này 3 lớp thép nha các bác. 3 lớp thép. Cái. Lưỡi 17. Bản 45. Dày 2 ly ha. Rồi B11 150k. Con này của cai luôn. Con
này như ba lớp thép á, 150k luôn ha. Con này xài cũng giống con kia, lưỡi 17 bản 49 nha. Con này dài ly rưỡi quá, con này dài ly rưỡi nhá, 150k. B12 140k, lưỡi 17 năm bản 4, dài 2 ly. Con này không biết của hãng gì đây, hãng gì mà có bà già hay gì ha. Germany Solingen Đức ha. Ba chốt nha các bác. 140k. Và tiếp theo là một cái Livo ha. Livo chéo nè. Đứng ngang nè, đây. Chim cánh cụt. Mặc in Japan. Đó, 170k thôi ha. Cái này là không có 500 nha các bác. Nhược điểm của nó là không có 500 ha, một cái chế bàn. Hai đầu nhựa để mắc in da bàn nha. Cái này nó rãnh để đâu đó. Cái nhựa này rất, cái nhôm này rất là dày và sáng nha bác, dày và sáng ha. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sáng. Rồi, B13, B14 là một cái cuốc chim ha. 200k. Cuốc này lưỡi 6. Lưỡi của nó là nhỏ là 6 ha, còn dài thì khỏi đo này, cũng là gian ha bác. Nó có hình con sư tử ở đây nè. Sư tử cũng đại cầu. Rồi, 200k. B15 200k luôn. Nó là một bộ ba cái lưỡi cưa. Ba cái lưỡi này không biết lưỡi cưa gỗ hay cưa gì nữa ha. Đó. Còn rất là mấy cái này còn rất là bén nha các bác. Đặc biệt là nó không bị mất chấu nào ha. Đi mua mà nhiều bác không để ý là nó hay bị mất một hai chấu ở đây nè. Này nó không mất chấu nào luôn. Đây, kích thước của nó là 180 1 180 17 36 ha. Bét cút. Ba con này lỗ nó giống nhau không? Rồi, một kích cỡ nha các bác. Đó. Em kiểm tra hết rồi nó không bị hư một chấu nào ha. Rồi, bao này ba lưỡi này 200k ha. Katana B15. B16 là cái cây kẹp Hàn à bác, Kakuta 150k. B17 180k. Không biết nó là cái tay cầm gì vậy, tu bo gì vậy, xúc gì đây. Đồng này các bác. Đồng sáng bóng luôn. Không biết cái này cầm tay cầm có cái gì đây. Đồng này bác, đồng sáng bóng luôn ha. Còn 180k thôi. B17. Rồi, B18 200k. Đó, cái này là bán thanh lý nha, bán xác nha. Thử hơi thì không thấy nó chạy nha bác. Nó còn rất là mới ha. Rất là mới sao thử hơi nó không chạy ra. Quay cái này thì nó hơi cứng cứng ha. Rồi 200k thanh lý xác nha. Đó. Bác về sử dụng vào mục đích gì thì sử dụng ha, chứ không bao sống nha các bác. Thử hơi rồi không thấy nó chạy. 200k ha. Rồi B19. B19 170k. Đó là một cái bấm cót gì nữa, lỗ cót nó nhỏ à. Nó ghi HI3T266 gì này. Rồi, 170k. B20. Hàng của top nha. Ba size 300 mini. Một cái cờ lê nhanh ha.
Rồi 200k. B21 170k, nó là một cái kìm cắt của Sato. Này cắt giống như cắt cộng lực các bác. Nó rất là dày ha, không biết cắt cái quái cái quỷ gì mà nó dày dã man. Đó, 170k. B22 là một cái kìm hàn ha. Kìm kẹp hàn của Nhật nha. Ở trên này thì nó bẻ mất cái miếng trên này rồi. Miếng trên này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì ha. Chủ yếu là cái kẹp này, một đồng của nó ha. Cái đồng của nó xài nó nóng ít hay ít bị nóng ha các bác. Này, xài dây chả bá lửa luôn. Rồi 200k. Rồi đây là một cái vít chuyển động của Anet ha. Size của nó 300 mm. Một cái vít này là của nó luôn nè. Anet. Rồi hai đầu vít. Rồi ở giữa chuyển động được ha. Rồi 200k ha, B22. Rồi B23. B23 150k. Đó, cái này thì bán cho các bác về sửa chữa ha. Nó bị hư cái nó bị hư cái đánh lửa là không thấy đấy đánh lửa ha các bác đó. Hàng này cực nặng cực xịn sò nha, này này. Sake Fuji này. Đó, khó ga nha. Cái này xài bình của Nhật nha, tại vì nó có ren, nó không phải xài bình Việt Nam đâu, xài bình của Nhật đó. Rồi 150k. B24 200k. Cái này nó không, không xài đánh lửa, nó xài cắm trực tiếp vào bình ga nè. Cái này cũng xài bình của Nhật ha. Đó. Cái này gì đấy, kinh cây gì đấy, không biết đâu, phải của Nhật không phải của Mỹ ha. Mà nhìn nó khủng bố chứ mà. Có ngày 200k ha, B24. B25 này 250k. Này đánh lửa vẫn ok nè. Thấy tia lửa không? Rồi này 250k nhé, B25. B26 200k, nó kìm của Fujitsu. Này nó có lỗ lỗ để làm gì, để đo dây điện. Nó kiếm được một cây mà nó còn còn da như không bị nứt nẻ như này, còn da zin như này là hơi bị khó hả các bác đó. Phui da nè, cực kỳ khó luôn ha. Kiếm được một cây mà da nó không bị nứt, không bị ấy gì là cực kỳ khó đó các bác. 200k nha, B26. B27 là hàng của Victor ha. Kìm của Victor. Cái này thì cái nhựa vỏ bọc của nó cũng còn zin nha các bác. Lưỡi còn rất là đẹp nè. Rồi cái này 180k. Rồi B28 ha. B28 200k là một cái tô vít. Tại sao nó lại tới 200k thì các bác coi đây. Đó. Nó là một bộ ba cây tô vít ha. Đây. Cây ở trong thì đồng này, sẵn quắc luôn. Đó. Rồi. Đó. Đây một cây nữa. Ở trong đây còn một cây nữa. Bốn cái ha. Vô. Rồi 200k, B28. B29 là một cái con đề ba mini lưỡi 15 năm.
bản 4 rưỡi, giấy 3 ly ha, giấy 3 củ cai nha. Rồi 230k, B30, con này chất mắc cáp gì đây, con này 3 lớp thép ha, họ khâu đồng, khâu của nó làm nhìn có vẻ rất sang trọng hay quá. Lưỡi 15 năm bản 4, dài ly lưỡi ha, nhìn cái khâu của nó làm rất sang trọng ha. Rồi 200k, B31, con này Nakiri 3 lớp ha, 3 lớp khâu sừng đây, nó bị nứt một chút xíu chỗ này ha. Rồi, đó, mẻ chút xíu này, cái ở chỗ này nó bị rỉ ha các bác, không biết mình em không biết cách xử lý ha, họ bán về cho các bác xử lý, họ bán 200k ha. Con đề ba, con Nakiri này khá là xịn đó, lưỡi 16 này, bản 5.4 ha, sát cán này dày 5 ly luôn đó. Con này khâu sừng ha, khâu sừng, sừng đen 3 lớp thép ha, sừng đen 3 lớp thép. Rồi bán thanh lý 200k cho bác về sửa chữa ha. B32 đó, con này nó gần như một con tanto ha, nó có chữ này đó, chữ cá này đó, nhưng mà con này nó hơi mỏng nha các bác. Lưỡi con này 15 tư, bản 2, con này nó hơi mỏng ha. À đủ, làm gì có mỏng, dày tới 3 ly 2 luôn, dày tới 3 ly 2 luôn nha các bác, 200k, B32. Rồi cái mớ tô vít này bữa nay thanh lý ha, đó, bán 50k một cây thôi, thanh lý ha, hồ san bên Trà Lan, các bác mua kèm để mua ha, số series này. Nó rất là dài nha các bác, 30 luôn, cái đầu vít của nó là dài 30 cm luôn, tay cầm nhựa rất là êm ái ha các bác, tay cầm nhựa là bóp được nè, đó, cực kỳ êm. Rồi 50k một cây, thanh lý luôn. Con này là mũi mũi vít đóng nha các bác, mũi vít đóng Yamata. Đó, này bán 30, bán mua lẻ thì 30k một cây, các bác mua một cặp như thế này thì 50k ha. Đó, một cặp như thế này thì bán 50k này. Mũi này là mũi vít đóng nha. Đó. Rồi tiếp theo nó là mấy cái súng sơn ha các bác. Đây súng xịt sơn Winner 61 in Tokyo. Rồi con này 450k, B33, B34 400k. Đó, cái con này thì Iwata 87 ha. Cái con này cái đầu này nó cứng dã man ha, xoáy nó không ra, như kiểu nó bị dính sơn như quá, không em không có đồ, nó ngoài cái này nó phải có cái cạo xích ấy, thì cạo mới ra được ha, đó, nên là không dám làm hư. 400k nha các bác, con này bác của nó ở đây nó ghi R5 ha, không tháo ra không coi được ở trong ha các bác, đây nè ghi R5. Con này béc nó 2 chấm ha. Con này béc nó 2 chấm nha các bác. Đó.
450k. Rồi con này là thanh lý xác ha. 200k đó, B35. Iwata. Đó, test ra nước bình thường ha, đó, về độ này thôi. Thanh lý xác các bác về xử lý sau xử lý. Đây, bé có 1.5 mà. Đó, test nước ra luôn nha. Rồi thanh lý xác B35. Rồi mấy cái súng sơn này bác nào mua thì có thể yêu cầu test qua Zalo, em sẽ test qua Zalo cho các bác coi ha. Đó, này test hết rồi, xài ok hết ha. Bác nào muốn coi test qua Zalo thì liên hệ qua Zalo giúp em nhé. Bác được quyền coi, được quyền test hàng trước khi nhận hàng ha. Ở đây là cái khò ga ha, khò ga Ricoto nè, 270k. Ricoto ha, có tem đàng hoàng ha. Khò này khò ga công nghiệp nha các bác. Gắn vô bình ga bự thì mình xài thôi. Đó, bất kể bình ga nào cũng ok hết nè. Hình như bình bình xanh hay sao, bình đỏ không? Bình đỏ như cái lỗ nó nhỏ hơn đúng không? Bình xanh, cái này gắn bình xanh này. Bình xám á. Rồi 270k ha. Rồi, đây thì có hai cái kéo, một cái kéo cắt cành trên cao ARS và một cái cây cưa của Simpy này. Này, hiệu con hiệu hiệu con sóc bay đấy các bác, con cáo chứ, xin kỳ này. Đây này, rồi cái này cưa ha, này cưa mấy cái lỗ này để làm gì đây? Ok, cây này cực mới ha, cực kỳ mới luôn, mấy cái lỗ này để làm gì đây giờ? Xin kỳ. Nhìn nó có chữ gì cho bàn này này. Đó. Rồi cái này bán 800k B38 ha. Đó. Cái này nó dài tới 3 mét là 3 mét mấy, 2 mét mấy này, này, ghi ở trên này nè. 2 mét 7. Đó, 1 mét 7. Slinky. Đây, ở trong nó mới cáo luôn ha. Ở trong nó mới giống như chưa xài luôn á. Ba khúc ha. Nút khúc này ra rồi còn khúc nữa ở dưới đây nữa ha, rất là chắc, làm đây là sẵn ở lá quần mới mới cáo luôn này. B37 750k. Nó là một cái cây kéo vừa cắt cành vừa hái trái ha, cắt tỉa ngọn cây hái trái. Đó, hàng ARS ARS lưỡi còn zin này, chưa có lau chùi gì luôn đó. Cái này là cái nhựa cây này, nó cắt bám vô ha, đánh đi là sáng bóng. Nó còn còn hai cái kẹp nha, hai cái kẹp nhựa này. Cán này ARS luôn ha. Đó, tất cả những kéo này hoạt động ok hết rồi nha các bác. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé. Video của em đến đây kết thúc ha. Bác nào mà có video thấy cảm thấy giá cả hợp lý ủng hộ em ha. Còn các bác nào mà thấy giá cả nó không hợp lý thì bỏ qua video này giúp em nhé. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé.